Hello anh em nhá. Hôm nay lên cho anh em hai siêu phẩm băng cối 7 mà thời lượng như băng 10, một cuốn này là 3 tiếng. Thì nó tương đương với một cuốn băng 10 bình thường rồi. Này. Gần 30 35 bài từ như như cuốn này là Chế Linh, Những Tình Khúc Yêu Cầu và Một Mặt Là Phương Dung. Đấy, một cuốn băng 7 mà như băng 10 nha, thời lượng 3 tiếng đồng hồ. Đấy. Thì đây là một bộ quà tặng để dành cho anh em nào mua tặng anh em bạn bè hoặc anh em nào chơi hàng VIP 3 tiếng. Một cuốn Trữ Tình Nhạc của Vinh Sử, một mặt là Tuấn Vũ hát tất cả những bài của Vinh Sử làm nên. Vinh Sử đây là ông cũng vừa mất cách đây một tháng rồi. Đấy, còn một mặt thì Nhận Cỏ Cho Em, Gõ Cửa Trái Tim, nói chung là những bài tuyệt phẩm của nhiều ca sĩ hát nha. Và trong này có tiểu sử này, nguồn gốc ra đời của bài Nhận Cỏ Cho Em này, hay là cuộc đời, sự nghiệp và thăng trầm của nhạc sĩ nha. Và cuốn này cũng 3 tiếng như một cuốn băng 10 bình thường luôn. Và đây là một bộ hai cuốn tuyển chọn trong một cái hộp xịn sò. Trong một cái hộp xịn sò này làm quà tặng anh em nha. Hộp da làm quà tặng quá tuyệt vời luôn. Và combo này ngon bổ rẻ. Combo ngon bổ rẻ cho anh em. Một hộp quà tặng xịn sò được hai cuốn băng 6 tiếng. Hai cuốn này là 6 tiếng nha. Hai cuốn này là 6 tiếng anh em nha, băng Scott zin xịn xịn luôn, gan gà. Mới gần như là như mới. Đấy. Đừng vào cái hộp quà tặng này. Anh em mà xem triển khai nha. Đây ạ. Em quay cho anh em này, băng này, sợi này. Nó quải nói là hàng làm quà tặng quà biếu gì cũng là quá nhức nhối luôn. Đặc biệt đấy là cuốn băng đặc biệt. Cuốn băng đặc biệt là gì? Băng 7 mà nó thời lượng như băng 10, tức là nó chạy như cuốn này là 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng nội dung 30-35 bài thì nó quá phê. Băng đặc biệt là nó rất sướng ở chỗ đấy. Bỏ tiền ra một cuốn băng 7 nhưng này mua được 3 cuốn băng 7. Như vậy là một cái combo này. Combo hai cuốn tuyển chọn này. Và cái hộp quà xịn sò này. Hộp quà xịn sò đây làm quà tặng anh em nhá. Đấy, anh em bỏ băng vào làm quà biếu chơi Tết luôn. Đấy. Bỏ vào. Đem đi xách đi làm quà tặng. Anh em nhá. Công khai giá luôn, hai cuốn này là 6 tiếng. Mỗi cuốn 3 tiếng mà lại băng 7 xịn sò, băng đặc biệt. Cả cái hộp làm quà tặng rất đẹp. Đấy, làm quà tặng rất đẹp. Giá bao ship tròn gói tính anh em 2 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu thiện chí chốt đơn nhanh gọn. Xin cảm ơn. Hàng chất lượng miễn bàn. Hộp xịn sò, hai cuốn băng cối 6 tiếng đồng hồ làm quà tặng. Chơi Tết quà biếu. Xin cảm ơn.